Những người thích đọc sách tại thành phố Hồ Chí Minh vừa có thêm một hình thức mua sách mới lạ và thú vị thông qua máy bán sách tự động được đặt tại trung tâm thương mại dưới lòng đất Sands Market, quận 1. Đây là máy bán sách tự động đầu tiên tại Việt Nam do công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn, Sài Gòn Books lắp đặt. Thay vì vào nhà sách, tại máy bán sách tự động này, khách chỉ cần lướt trên màn hình cảm ứng để chọn sách hoặc nhập số thứ tự cuốn sách mà mình muốn, rồi bỏ tiền vào khe với mệnh giá 10.000, 20.000, 50.000 và 100.000 đồng. Ngay lập tức, cuốn sách được chọn sẽ rớt xuống hộc bên dưới. Người mua đưa tay vào hộc lấy sách và nhận lại tiền thừa là hoàn thành xong các thao tác để trình về cuốn sách mà mình yêu thích. Cấu tạo và cách vận hành của máy bán sách tự động tương tự như máy bán nước tự động tại nơi công cộng. Ngoài ra, nếu không trả tiền mặt, người mua có thể trả tiền thông qua hệ thống Internet Banking của tất cả các ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam. Cái hệ thống này nó rất là tiện, mình không phải đi vào shop. Mình có thể bất cứ đầu đường nào đấy, về sau nếu mà phát triển, bất cứ đầu đường mình có thể mình mua sách tại chỗ được luôn. Mình thấy là cái này nó rất là tiện. Giá cả thì mình nghĩ là nó cũng không quá là đắt đâu. Nó là giá vừa tầm. Bởi vì mình nhìn thấy ở trong khoang này thì là tất cả những cái quyển sách nó đều đóng bao bì rất là đẹp. Và cái chất lượng in của nó mình nghĩ là nó hoàn toàn là có thể xứng đáng với giá tiền đấy. Nó tiện, nó rất là tiện và thứ hai nó đặt ở những nơi công cộng. Nó rất là phù hợp khi mà mình đi đâu đặt những cái quyển sách mà có tần suất mà nhiều người sử dụng, nhiều người có nhu cầu quan tâm ấy. Thì cái này là nó rất tiện ích. Chỉ có điều là nó hơi bất tiện ở một chỗ là cái anh cảm thấy là cái này được lên thêm cái những cái mệnh giá khác nhau nữa. Ở đây đang là sách như giấy bìa, vì thường sách ở Việt Nam mình có những cái sách là giá bìa nó lẻ ấy. Và có những quyển người ta quan tâm hơn nữa thì đã không thấy ở đây. Người ta rất khó trong vấn đề là ở đây cái mệnh giá lên mở rộng ra nữa. Nhưng anh nên nghĩ là lên có tăng cái diện tích và cái mệnh giá sách ở rất nhiều mệnh giá khác nhau để cho người dùng lựa chọn. Việc bố trí máy bán sách tự động tại đây trong những ngày qua đã thu hút rất nhiều người đến trải nghiệm mua sách, trong đó có không ít người nước ngoài. Tuy nhiên, việc máy chỉ bày bán các đầu sách tiếng Việt đã khiến cho nhiều người nước ngoài chỉ dừng lại ở việc quan sát chứ không chọn mua. Thì ở đây chị thấy thì sách thì của người Việt Nam thôi. Nếu mà mình bổ sung thêm một hai hàng của người nước ngoài, nhiều khi những cuốn sách nó hay mình có thể thu hút người nước ngoài nữa. Hiện tại thì cái máy này là máy đầu tiên nên vẫn còn mới mẻ đối với họ, nên những khách đã biết về sách trước họ sẽ lại mua rất là dễ dàng. Còn những khách đây có những khách họ phải cầm được cuốn sách đó họ mới xem cuốn sách, họ mua cuốn sách sau. Mà em thấy máy này khá là tiện lợi, có thể mua trực tiếp và tiền thối có thể lấy ra được lại được liền. Sách cũng được bọc kỹ lưỡng và đều đây là những đầu sách hay của Sài Gòn Books, là 25 đầu sách hay của Sài Gòn Books mới về. Trong thời gian tới sẽ có thêm 20 máy bán sách tự động được lắp đặt tại những khu vực trung tâm của thành phố như đường sách Nguyễn Văn Bình, phố đi bộ Nguyễn Huệ, các trung tâm thương mại, góp phần tạo điều kiện để độc giả có thể tiếp cận những cuốn sách có giá trị một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, cũng đồng thời kích thích hứng thú đọc sách của mọi người.